Đứa con hoang đàn. Chúa Giêsu thích kể cho dân chúng nghe về lòng vị tha của Đức Chúa Trời, nhưng các bô lão, người Do Thái phàn nàn về sự thân thiện của Ngài với những người tội đồ. Do vậy, Chúa Giêsu kể ba câu chuyện cho thấy Chúa hài lòng khi thấy những người tội đồ hối lỗi. Câu chuyện đầu tiên kể về một người đàn ông với 100 đứa con chiên, một con đi lạc. Ngay lập tức, kẻ chăn chiên để 99 con lại và đi tìm con chiên đi lạc. Kẻ chăn chiên đi tìm kiếm cho đến khi tìm được con chiên đi lạc, và rồi anh ta vác lên vai đi về nhà trong niềm hân hoan. Anh ta nói với những người bạn hữu, hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm lại được con chiên đi lạc. Chúa Giêsu giải thích rằng thiên đường sẽ rất vui mừng khi một tội nhân ăn năn. Ăn năn có nghĩa là hối lỗi, để từ bỏ lỗi của mình. Câu chuyện tiếp theo của Chúa Giêsu kể về một người đàn bà có 10 quan tiền. Có lẽ nàng ta đã tiết kiệm cả đời. Một điều tồi tệ đã xảy ra, nàng ta mất một quan tiền. Quét, 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 nàng ta sẽ đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, nàng ta cũng tìm được quan tiền. Nàng ta rất vui mừng. Bạn có đoán được là nàng ta đã làm gì không? Vâng, nàng ta kể cho tất cả người lân cận mình. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói, các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn. Câu chuyện thứ ba Chúa Giêsu kể là câu chuyện buồn nhất, câu chuyện kể về đứa con trai đã bỏ nhà đi. Ở nơi xa, nó tiêu sạch gia tài một cách điên rồ. Bây giờ nó có thể làm gì? Điều tồi tệ đã đến, nạn đói xảy ra, nó đói gần chết. Ở trong Kinh Thánh hình như không có nói về nạn đói, chỉ là nói là anh ta rất là bị đói, tại vì là anh ta hết tiền rồi. Mặc dầu đói kém nhưng nó vẫn tìm được công việc chăn heo, nhưng không có ai cho nó ăn, nó chắc đã ăn thức ăn của con heo, có lẽ nó đã làm thế. Cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ và nghĩ, ở nhà bao nhiêu kẻ làm thuê cho ta đều có đồ ăn dư dật. Ta sẽ đi về với cha và thưa, con rất ăn năn về tội lỗi của con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như là người làm thuê của cha. Trong lúc nó vẫn còn ở đằng xa, cha nó đã nhìn thấy nó. Người cha liền chạy đến chỗ con trai mình, người cha ôm và hôn nó. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Con không đáng gọi là con của cha nữa. Nó muốn người cha thuê nó làm công, nhưng người cha cắt ngang. Hãy mau đem áo choàng đẹp nhất, dép và nhẫn cho con trai ta, và hãy chuẩn bị một bữa tiệc mừng. Một bữa tiệc thịnh soạn đã được dọn ra bởi lẽ người con đi lạc này tìm lại được. Chúa Giêsu kể về câu chuyện này bởi vì câu chuyện cho thấy Chúa yêu thương những tội nhân biết ăn năn và tìm đến với Ngài. Ok, lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119, câu 130. Má xong cái này má làm. Xong.